Hơn 62 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, chiếm gần 40% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020 và phá vỡ kỷ lục của một số bang. Điều này được kỳ vọng mang lại những tín hiệu tích cực cho cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang bám đuổi sát nút kể cả ở 7 bang chiến địa có khả năng quyết định số phiếu bầu trên cả nước. Các nhà quan sát bầu cử Mỹ nhận định, số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp cho các chiến dịch tranh cử tập trung nỗ lực nước rút khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang đến gần. Theo dữ liệu khảo sát tại 6 bang gồm Colorado, Georgia, Idaho, Michigan và North Carolina và Virginia, cử tri nữ chiếm khoảng 55% số phiếu bầu sớm và cử tri nam giới chiếm 45%. Đảng Dân Chủ hy vọng điều này sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ. Trong khi đó, tại cuộc vận động tranh cử vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, ông Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa đã lập kỷ lục về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm.